giả vờ dừng xe hàng tạp hóa, người phụ nữ xúi bé trai lao vào lấy trộm túi tiền. đoạn clip trích từ camera quan sát an ninh ghi lại cảnh mẹ xúi con trộm túi tiền của bà cụ bán hàng tạp hóa khiến cư dân mạng phẫn nộ trên các diễn đàn. mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được trích xuất từ camera quan sát an ninh ghi lại cảnh hai mẹ con người phụ nữ lừa để lấy túi tiền và thẻ cào điện thoại của bà cụ bán hàng tạp hóa. theo tổ quốc, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 23 tháng 9 tại đường Lê Văn Sĩ phường 14 quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm này có hai mẹ con đi xe ga màu đỏ đứng lại quán của bà cụ để mua hàng bà mẹ đeo khẩu trang mặc áo chống nắng màu xanh cậu con trai khoảng 4, 5 tuổi đội mũ lưỡi trai ngồi ở đằng trước xe trong khi bà cụ đang mãi mê lấy hàng người phụ nữ đã xúi dục cậu con trai xuống xe lấy túi đựng tiền của bà cụ bán hàng cậu bé lén lút xuống xe vừa nhìn mẹ vừa nhìn bà cụ bán hàng vội vội vàng vàng lấy túi tiền và nhảy lên xe sau khi hành động trót lọt cả hai mẹ con phi xe đi mất còn bà cụ vẫn chưa mảy may phát hiện đã bị trộm mất túi tiền ngay khi được đăng tải lên mạng xã hội vụ việc đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước cách dạy con vô đạo đức này của người phụ nữ trong quýt khốn nạn loại này phải cho vào tù ngay và luôn bẻ gãy nhân cách con trẻ thế này ôi trẻ con mà có người mẹ vậy rồi nó cũng thành tướng cướp sự việc hiện vẫn đang gãy bảo mạng trên các diễn đàn thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ